Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Muniesel, nơi bạn có thể học cách nghe chuẩn và nói rõ tiếng Anh. Thì hôm nay thực ra là Moon đang lọc lại một số những cái sách vở và vô tình nhìn thấy một cái quyển sách rất là hay. Nó có tên là Surviving Linguistics, tức là sống sót qua được cái ngành ngôn ngữ học. Và đây là một cái người ta gọi là A Guide for Graduate Students, có nghĩa là hướng dẫn cho những cái sinh viên mà sau đại học á. Thì trong này nó có một cái đề tặng của một bà giáo sư phụ trách cái chương trình đấy của mình, bài tên là Kate Ramlinger. Trong này viết là To Moon, we wish you all the best in our program and beyond. Mình giữ lại cuốn sách này, mình rất là hay. Bởi vì sao? Mình cái Nguyên chia sẻ một tí là cái hồi mà bọn mình mới vào cái chương trình ngôn ngữ học ứng dụng, mình là thạc sĩ ngôn ngữ học ứng dụng ở Mỹ, Đại học Grand Valley State. Lúc đó là mọi người rất là lo sợ bởi vì chương trình rất là phức tạp. Cho nên là nhìn thấy cái quyển sách này là một cái cách để hướng dẫn các sinh viên mới vào để có thể làm quen được với cái chương trình đó. Thì đây cũng là một cái kỷ niệm, hay là một cái cuốn sách khác mà mình rất là thích, rất là dày mọi người ạ. Ôi nó dày lắm. Đây cái chữ nó nhỏ tên hiên này mọi người này. Và nó có tên là Language Files. Cũng là một cuốn sách rất là hay, mình học năm đầu tiên. Thì cái này là nó có tất tần tật về những cái chuyên ngành rất là cao siêu về tất cả các thể loại quan đến ngôn ngữ học. Đây nó giới thiệu qua một chút mọi người hiểu được cái chuyên ngành của mình. Và hôm nay thì mình không nói về cái chuyên ngành ngôn ngữ học gì hết, mình không nói đến cái đó, mà mình đang nói cho mọi người biết một cái mà mình thấy rất nhiều người mắc phải, đó là các bạn đang loay hoay không tìm được cái con đường đúng đắn cho cái việc học tiếng Anh. Nếu như mà bây giờ nhiều bạn bảo với mình rằng là cô em học mãi mà bao nhiêu năm nay không thấy tiến bộ gì cả, em chỉ đạt đến cái level đấy là em hết rồi, hay là nhiều bạn bảo là em cảm thấy rất là lờ đờ, chán, chẳng muốn học nữa, thì cái video này mình hy vọng là nó sẽ giải quyết được vấn đề của các bạn, bởi vì mình sẽ chỉ ra cái lý do và những cái sai lầm có thể các bạn đang mắc phải trong quá trình học tiếng Anh mà các bạn không hề hay biết. Ok, mình sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên ấy, để mà nói đến cái lý do đầu tiên mà mình thấy đó là gì, nếu mà chúng ta học tiếng Anh 10, thậm chí là 15 năm hoặc 20 năm nay mà chưa giỏi tiếng Anh, thì nguyên nhân chính nhất đấy là bởi vì các bạn chưa luyện tập đủ. Nếu các bạn ra ngoài nhìn thấy một người nước ngoài mà các bạn cảm thấy không tự tin khi nói chuyện, hoặc là trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào phải sử dụng tiếng Anh ấy, mà mọi người cảm thấy rằng là ôi tôi chưa đủ tự tin, thì đấy là bởi vì mọi người luyện tập chưa đủ. Thì tất nhiên ai cũng biết điều đấy rồi, đúng không? Cô không nói em cũng biết. Nhưng mà cái lý do deep inside á, cái lý do sâu xa ở bên trong ấy, là tại sao mà chúng ta lại luyện tập không đủ? Thì các bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân là tại sao các bạn không muốn luyện tập chưa? Nhiều bạn bảo là ôi giời cô em không có môi trường. Đừng nói là không có môi trường, bởi vì sao? Bởi vì là Muniesel đã có một cái nhóm, tên là cái nhóm Viettalk nói tiếng Anh hàng ngày, nó được thành lập vào năm 2019 khi mà mình mới ở Mỹ về Việt Nam. Và cho đến nay thì nhóm đã gồm có khoảng đâu đó 2.500 thành viên, nhưng số lượng thành viên thực tế tham gia các buổi thảo luận của chúng mình ấy, nó chỉ đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 người trong suốt một năm trời nhá. 20 và 30 người chăm chỉ đấy, họ luyện tập thường xuyên, còn những số còn lại họ chẳng làm gì cả. Thì đấy không phải là không có môi trường, cái đấy không phải là một cái lý do mà chúng ta có thể chấp nhận được. Như vậy các bạn hãy đào thêm một chút nữa xem là cái nguyên nhân sâu xa lắng thật sự nó nằm ở chỗ nào. Trong một cái cuốn sách mà mình mới chuẩn bị xuất bản trong năm nay và mình mới hoàn thành xong, có tên là, dự kiến tên của nó sẽ là Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát của Moon nhá, thì mình có nói đến những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là tại sao các bạn không muốn luyện tập và các bạn cứ trì hoãn mãi cái hành động đó. Thì thứ nhất đó là bởi vì là các bạn sợ sai. Cái này các bạn chắc hẳn đã biết đúng không? Nhiều bạn bảo rằng là em rất là sợ mắc lỗi. Dù khi các bạn phải nói trước mặt những người khác, các bạn sợ cái cảm giác là mình kém hơn người ta. Đó cũng là một cái cảm giác sợ. Hay là những cái nỗi sợ liên quan đến việc là sợ mắc lỗi ngữ pháp khi mà nói tiếng Anh. Đấy cũng là một cái nỗi sợ cố hữu đối với người Việt Nam khi mà nói tiếng Anh. Thì thực ra cái việc này, cái nỗi sợ đấy, nó liên quan đến cái phần ngày xưa chúng ta học, đó là học ngữ pháp trước. Bởi vì chúng ta học ngữ pháp trước cho nên chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là tiếng Anh giống như một bài kiểm tra ngữ pháp. Khi mà các bạn thiếu một chữ S là các bạn sẽ mất điểm. Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, các bạn không nên lo sợ, mà các bạn không nên cố vượt qua nỗi sợ. Mình đã từng nghe một cái nhà văn, một cái tác giả lớn, ông ấy tên là Jerry Jenkins. Ông ấy làm một cái kênh YouTube và ông ấy nói rằng là thay vì là các bạn cố gắng overcome the fear, tức là vượt qua nỗi sợ, thì các bạn hãy embrace the fear, có nghĩa là ôm lấy cái nỗi sợ đấy, chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi. Tức là cái việc mà mình luyện nói tiếng Anh mà mình sợ đấy là chuyện hết sức bình thường, nó không phải là cái gì đáng xấu hổ cả. Đấy là một cái phần của cái quá trình phát triển ngôn ngữ, và mình chấp nhận điều đấy, mình chấp nhận là mình kém và mình cần phải luyện tập. Bởi vì mình kém thì mình mới phải luyện tập, bởi vì mình chưa nói được thì mình mới phải luyện tập để mình nói được, đúng không? Đấy là chuyện hết sức bình thường, giống như kiểu trẻ con tập nói nó phải mắc lỗi thì nó mới có thể nói được đó. Các bạn có nhìn vào con các bạn xem, tất cả những cái đứa trẻ xung quanh chúng ta khi học tiếng Việt, chúng nó mắc lỗi, chúng nó nói ngọng,
Nhưng sau đó thì khi lớn lên dần dần các bạn ấy hoàn thiện hết, đúng không ạ? Một cái điều nữa mà cản trở các bạn luyện tập mà Moon cũng chia sẻ trong video này ấy, các bạn có tin được không? Đó là các bạn đang đứng dưới quan điểm của một người, biết nói thế nào nhỉ? Của một người học tiếng Anh chứ không phải một người sử dụng tiếng Anh. Nó giống như là việc mình học bơi ấy. Rất là nhiều người học bơi ở trên cạn, tức là ở trên cạn chính là trên bờ, xong quạt tay quạt chân đúng không? Và họ hy vọng rằng là cái việc học bơi đấy sẽ giúp cho họ biết bơi. Nhưng mà thực sự thật là gì? Các bạn không thể nào biết bơi nếu các bạn không xuống nước. Chắc chắn không? Đúng không? 100% đúng không? Bạn nào đồng ý với mình không? Giơ tay. Đấy. Thì cái việc mà chúng ta đang đứng ở quan điểm là người học tiếng Anh ấy, tức là chúng ta là những người học tiếng Anh ấy, thực ra là nó sẽ giết chết cái khả năng các bạn muốn luyện tập. Bởi vì các bạn sẽ cố gắng là gom rất là nhiều tài liệu này, ở đâu đấy có ai đấy cho tài liệu ở đâu đấy là các bạn lập tức download về máy, nhưng các bạn không bao giờ sờ đến. Hoặc thậm chí các bạn sờ đến thì các bạn study cái language, các bạn học ngôn ngữ á, thì nó cũng là một cái mà nó là cái ngôn ngữ nó không được dùng đến ấy, thì nó sẽ chết. Thì bây giờ các bạn cần phải làm gì? Các bạn cần phải ra ngoài nói chuyện, có nghĩa là các bạn cần phải vứt bản thân các bạn xuống dưới nước thì các bạn mới có thể tiến bộ được. Các bạn tin mình về điều này. Chắc chắn là các bạn con đường duy nhất để có thể nói được tự tin và lưu loát đó là các bạn phải tự quăng mình ra ngoài để nói chuyện đó. Và thay đổi quan điểm đi, là chúng ta không phải là những người học tiếng Anh nữa mà chúng ta sẽ là những người sử dụng tiếng Anh. Như vậy cái đích đến cuối cùng của chúng ta là những người sử dụng tiếng Anh. Nếu nghĩ như vậy thì các bạn sẽ thay đổi cái cách tiếp cận đối với vấn đề đó. Các bạn sẽ không phải xem những cái bộ phim các bạn không thích bởi vì các bạn muốn học tiếng Anh, đúng không? Ví dụ như là nhiều người bảo là xem cái bộ phim Friends bởi vì cái bộ phim này là nó rất tốt cho người học tiếng Anh. Mặc dù các bạn chả thích gì cái bộ phim đấy cả, các bạn vẫn phải cố các bạn ngồi các bạn tiêu hóa cái bộ phim mà các bạn không thích. Bởi vì các bạn nghĩ là tôi đang học mà, tôi đang phân tích tiếng Anh mà, không cần. Các bạn hãy chọn ra những cái mà các bạn thật sự thích. Thì mình đã nghe rất nhiều chuyên gia nói về cái vấn đề này. Điểm chung của những người mà họ học tiếng Anh hay là học những cái ngoại ngữ được nhanh ấy là bởi vì họ tận hưởng cái hành trình mà họ luyện tập, họ thích cái việc học đấy bởi vì họ muốn sử dụng nó. Thì các bạn hãy tiếp cận vấn đề theo hướng là người sử dụng, tức là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ chứ không phải là chúng ta đang cố gắng để học và nghiên cứu ngôn ngữ. Các bạn không cần phải làm nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đâu mọi người ơi, không cần phải học một quyển sách dài như thế này để mà nói tiếng Anh đâu. Quan trọng là các bạn có giao tiếp để cho đối tác hiểu được các bạn hay không. Và một cái lý do nữa ngoài cái việc là tại sao các bạn không luyện tập ấy, tại sao các bạn không tiến bộ ấy, là bởi vì các bạn thiếu một cái phương pháp hệ thống. Gần đây thì mình cũng chia sẻ là mình mới hoàn thành một cái cuốn sách là phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát. Và trong cái cuốn sách này thì mình đã đưa ra cái phương pháp rất là hệ thống về cái việc đào tạo nói tiếng Anh lưu loát và được ứng dụng trong khóa học luyện nói lưu loát của Moon ESL sẽ được xuất bản thành sách. Khóa học này nó tổng hợp những cái phương pháp rất là hiệu quả đã được khoa học chứng minh dựa trên các nghiên cứu mà mình đọc gần đây nhất, và thấy rằng là nó là một cái phương pháp vô cùng là hiệu nghiệm. Mình đã áp dụng nó, bản thân mình đã áp dụng nó, các học viên của Moon ESL đã áp dụng nó và thành công. Thì cái việc mà chúng ta có một cái phương pháp đúng đắn để đi theo cũng là một cái điều vô cùng quan trọng nữa mọi người nhá. Thì đó, thì Moon, đấy là một số những cái chia sẻ của Moon thôi. Chia sẻ với mọi người đây là cái gì nhá. Đây chính là cái gọi là word card, nó bán ở ngoài hàng. Đây, cái này mình vẫn còn nguyên giá, giữ tem đấy, 37.000. Thì thực ra là cái này mình có thể ghi á, mình có thể ghi những cái từ vựng mà mình học được ấy. Một cái trang này là một từ vựng này đó, mình học được từ nào thì mình ghi vào đây thôi đó. Xong rồi mình thi thoảng mình ngồi mình buồn mình mở ra đấy, dụ mình ghi là status quo đó, xong rồi mình thấy mình ghi một số chữ là disrupt status quo, thế mình nhớ ra cái này là một cái bài nghe mà mình nói, mình nghe về những cái người mà họ tạo nên sự thay đổi thì họ phải phá vỡ được cái tình trạng hiện tại, tức là những cái ví dụ như là ông Edison nhá, ông ấy muốn là tạo ra sự thay đổi, ông tạo ra điện chẳng hạn, đúng không, ông tạo ra bóng đèn điện ấy, thì lúc đấy người ta không tin vào cái điều đấy, người ta cười nhạo ông ý, thì ông ấy phá vỡ cái sự yên bình của mọi người á, mọi người muốn đi theo cái lối mòn mà, như là những cái người mà họ thay đổi thế giới á, history maker á, thì họ sẽ phải disrupt cái status quo đấy đấy. Thế là mình nhìn và mình nhớ luôn, và xong rồi mình có thể nói lại cái bài mà mình nghe á, xong rồi mình đấy là một cái cách học từ mới rất là hay và Moon hay áp dụng. Thì mọi người nhớ đấy, trong cái cách học phương pháp nó có rất là nhiều phương pháp hay, và nếu mọi người biết cách thì các bạn sẽ có thể hoàn thiện và trở nên lưu loát khi nói tiếng Anh. Chúc mọi người thành công. Mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube của Moon ESL để có thể update những cái video mới nhất. Và đồng thời là nếu các bạn thích mình nói tiếng Anh về cùng một cái chủ đề này, các bạn nghe tiếng Việt rồi, các bạn một lần nữa nghe tiếng Anh, thì các bạn hãy comment ở phía dưới là cô Moon hãy làm video nói tiếng Anh về chủ đề này để em nghe lại nhé. Thì mình sẽ làm video nói tiếng Anh nha. Bye bye, cảm ơn cả nhà.